Xin chào các bạn nha, chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vẻ nha. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái thứ nổi bật nhất ở trên video ngày hôm nay, đó chính là một bộ sáo 15 quả hoa còi các bạn nhé. Đấy, đây là một bộ sáo của mình. Đấy, và bạn nào có nhu cầu chơi sáo thì hãy inbox qua Zalo cho mình nhé. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một bộ sáo của một bạn giấu tên ở Bắc Giang. Đây, đây là bộ sáo này, là một bộ sáo hoa còi D60 15 quả các bạn nhé. Nghệ nhân cũ của mình đã từng làm. Đây cho bạn xem. Đây, đây đây quay, để xuống mượn cho bạn xem một bộ sáo mình thích chơi tre các bạn này. Mình không thích chơi nhôm. Đấy, cũng thích chơi nhôm nhưng mà thực chất các bạn luôn là chơi nhôm hơi bị tốn kém tí. Thế là mình sẽ chơi cho bạn xem một bộ sáo hoa còi nhá, 15 quả thôi. Đó, ok các bạn ơi. Mấy quả này bé tí tí luôn. Tóc thủy tinh màu xanh nhá, xanh là cây, đó. Cực kỳ bóng nét luôn. Đó, 10 quả như 10 các bạn nhé. Đây, về cái độ sáo rồi cho các bạn xem. Sáo thẳng tắp luôn. Sáo thẳng tắp cái bầu trời các bạn nhé. Đây, một bộ sáo 15 quả. Thì giờ các cho các bạn cùng đón xem bộ này lên trời nhá. Hôm nay mình sẽ cõng lên chiếc diều 3m6, diều xương cá nhé các bạn nhé. Đấy, hiện tại là mình đang làm một cái diều để chơi. Thì đây là một cái diều mình mượn của ông anh. Thế là cho bạn nghe âm bộ sáo này như thế nào nhá. Ok, đây các bạn ơi. Bắt đầu mua sáo về làm gì có cọc đâu. Đây, đây, gửi cho các bạn xem này. Quả cọc mình tự chế. Đây là một cái cây gọi là cây đa năng các bạn nhé. Cây này để làm cái diều 3 mét này. Thế nên là mình mang đây mình làm luôn cái cọc, cái cọc sáo luôn. Nhét vào đây phát này. Ok luôn nhá. Gửi cho các bạn làm sáo xem luôn. Đấy, ok không? Cắm vào đây phát một luôn các bạn nhé. Giờ mình sẽ cho bộ này lên trời xem như thế nào các bạn nhé. Tầm này trời gió bé lắm, không biết là con ấy hết được cái âm không, nhưng mà tí nữa cứ thử xem thế nào các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ nắp ống tiêu, nắp vào đây á. Nắp cái này vào ống tiêu xong là buộc chằng sáo các bạn nhé. Tay nắp quả bộ này lên thì thôi rồi luôn các bạn ạ. Rồi, cái dây này chằng kỹ các bạn nhé. Không để cho nó xê dịch luôn. Đó. Ôi. Đứng đi. Chẳng hơi bị đứng nhỉ. Anh Khiết ạ, hơi bị đứng anh Khiết ạ. Một cái dây kia ngắn lại. Dạ. Một dây nào anh? Chẳng được. Dây chẳng được này này. Có rút được không? Hả? Có rút được. Thắt một phát rồi kệ nó, mình cứ chơi tạm vậy đã. Con đi nhà đi chắc cậu rồi. Đi kia, đi kia. Bây giờ mình đi đập cái dây như không có gì. Đi đi chị, đi đưa mà đi ơi. Dám làm cái gì mẹ. Cái này cọc hơi đứng thế là giờ phải sắt thêm một nút bé bé các bạn nhé. Anh sắt bé không? Bé rồi anh ạ. Mỗi bên sắt một tí. Còn này này. Ok anh, được anh ạ. Sắt chưa? Bên rồi rồi, em thật rồi. Để mà cho bộ sáo này lên trời thì các bạn cùng đón xem âm thanh bộ sáo này nhá. Bộ này mình để chơi các bạn nhá. Chắc chắn bộ này mình sẽ không bán đâu. Nên là các bạn cứ yên tâm. Được giá, vẫn bán. Lấy. Dạ? Không, em gò dây này dây giãn mà. Này, nâu đặt mai bộ này. Tháng trời các bạn ạ. Đây. Căng chưa anh? Căng rồi nhỉ? Tầm kiểu này là vừa tầm luôn các bạn ạ. Nên tầng cao gió to chứ còn tầng dưới gió bé lắm các bạn nhá. Đấy. Mệt phết. Toàn thả diều thôi cũng mệt các bạn ạ. Cuộc vui chơi lúc nào cũng có lúc mệt, có lúc nào cũng có lúc thảnh thơi. Chẳng sáo là chẳng sáo phải thật chắc. Không là lên trời phát là nó bị nặng hết bên nọ bên kia nữa thì thôi đấy, toàn đấy. Khó mà chỉnh.
buộc mấy lớp rồi đấy. Rồi, lớp cuối cùng, chốt. Nào, gửi video này đến bạn làm sáo nhá. Ok. Đấy, một bộ sáo hòa còi D60 chuẩn bị đi chơi các bạn nhá. Gửi tặng bạn cho bạn nghe âm của các bạn cùng thẩm âm bộ sáo là của mình nhá. Đấy. Khi mà đã sang tay mình thì nó sẽ là của mình các bạn nhá. Đấy. Từ xem nào. Nhau ổn không anh? Được đấy. Được ạ. Đi luôn các bạn nhá. Cho bạn xem hàng để chơi nó khác biệt như nào. Ok. Các bạn ơi, xin tuyên bố kẻ hủy diệt bộ sáo nên chơi nhá. Kẻ hủy diệt diều sáo sẽ được nên chơi các bạn nhá. Nào. Căng anh ơi. Các bạn cùng nói xem nhá, tiến được đi xa nào, tiến được tiến. Nào. Quay quay đi diều nhá. Wow. Quay thích các bạn chưa? Ông khét nẹt luôn các bạn. Đang thả dây xem thế nào các bạn nhé. Rồi. Ôi trời ơi, nghe âm nó hay chưa các bạn ơi. Rồi. Vẫn đang thả tiếp. Cái này thả tầng cao cứ gió đều các bạn nhé. Ôi. Khét luôn. Gió không được đều lắm các bạn ạ. Ở dưới gió vẫn chưa đều lắm. Cái này phải gió to đầm phát lên nó kêu phát một luôn các bạn. Nên tầng cao vẫn đang phải thả. Gió bé nhỉ. Cứ bao giờ phải gió to cơ các bạn ạ. Tết kêu mới ra đã đời. Này giã chiến phát này. Hai bộ sáo phải hủy diệt bầu trời luôn các bạn nhé. Mệt vãi. Anh em nào chơi diều sáo như mình mới biết được là vừa vui vừa mệt nó như thế nào. Đó. Nên trời thì vẫn ok. Rồi, chạy đến đây cho bạn xem ông anh đang thả diều như thế nào nhá. Đây. Anh có cảm nhận gì về bộ sáo này anh Khiết? Kêu tuyệt vời đấy, hay đấy. Quá ok luôn. Ok đấy. Căn bản bộ này đâm lên không có gió mấy anh nhỉ. Ừ, gió hơi bé. Ấy, thả đấy, thả như thả thế đồng luôn. Rồi các bạn nhá, sau một hồi vừa xong thả cho bạn lên xem xong thì giờ tầng này mình sẽ cho xuống các bạn nhá. Không biết là kéo xuống có tận tay không, giờ các bạn cũng đón xem nhá. Tầng này vừa xong kéo một hồi mệt quá. Nên về đến tận đây chẳng có gió mấy các bạn. Thế giờ nó mới bắt đầu nổi. Thế giờ nổi gió nên ít gió lắm. Làm sao mà không khói mấy vậy? Khói nhỉ, khét đấy nhỉ. Bài nghe chừng biết phá đấy. Khét đấy, khét đấy. Khét đấy. Các bạn cũng muốn xem mình có kéo tận tay không nhỉ. Mệt quá rồi. Ở video trước mình kéo ngồi kéo diều chưa thành công thì bây giờ mình sẽ thử thách ngồi kéo diều nhé. À đâu, video trước có ngồi rồi nhưng mà video này tiếp tục ngồi tiếp các bạn nhé. Diều to. Ba mét sáu bình thường. Ôi, căng quá. Đến này.
Mình sẽ ngồi đây, mình sẽ bắt tận tay các bạn xem nhé. Mệt vãi. Thôi các bạn này, ngồi thì kéo thoải mái, có điều mình kéo nhiều mình mệt lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Cảm ơn bạn này làm sáo diều đã cho mình một bộ sáo kêu cực kỳ hay và gắt các bạn nhé. Đó, cái cỏ ngọn cực kỳ dẻo luôn này. Đó, cỏ ngọn này mà đập xuống dẻo thôi rồi luôn, không thể gãy được các bạn nhé. Nếu mà va đập mạnh thì vẫn gãy. Các bạn đã xem video, nếu bạn thấy video mình hay cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh của video của mình nhé. Và bạn nào muốn mua diều sáo bên mình hay nhắn tin qua Zalo theo góc trái màn hình nhé, để sở hữu những mẫu diều mới và ok nhất bên mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.